không chỉ biết đâu mà nó thắc mắc. Nhưng mà về sau á, khi mà mình biết rồi, thân tình quá rồi, gần gũi quá rồi, ông cụ mới nói câu, người ta có hai cái á mà không trốn được, tức là cái tướng ăn, tướng ngủ, hai cái đó nó lộ ra hết. Cái người nào mà tâm nó trưởng, cái tâm nó tỉnh á, mình trắc nghiệm bằng cách là mình cứ lên cái giường này đó mình ngủ. Cái người mà tâm trưởng á, ngủ nó thế nào mình cũng ác mộng, mộng mì, mà mệt mỏi. Ở người tâm thanh tịnh thì ngủ an hòa nhẹ nhàng. Cho nên lâu ông cụ nó mới lén lên giường cái đệ tử nào ngủ lại mà xem mấy đệ tử như thế nào, xem những đệ tử giảng sẵn. Nhưng mà còn mà giảng đạo hay giảng gì không, nhưng chỉ lâu lâu nói những câu như vậy, hay là cái phương pháp giảng đạo cũng hết sức là lạ lùng, không bao giờ giảng quá 5 phút được không, dăm ba câu là đủ rồi, vốn không bao giờ rời vào cái tỉnh đó. Y như là những vị tổ sư ngày xưa mà khi mà đã dừng chân ở nơi nào thì nhất định không có rời chân ra khỏi đó. Đó là mấy tổ sư thiền này. Và cũng sống như một anh nhà quê, sống một cách tần dần, như là bách trưởng mà khi mà đến thăm một ông sư, một ông tăng trụ trì, mà ông kia quét chùa quét triền thì đón, mà ngài ta hỏi ủa sao ông biết tôi đến mà đón. Ông kia bảo đêm qua tôi nằm mơ tôi thấy thổ địa nói với tôi ngày mai có nhục thân của Bồ Tát từ đây, cho nên cần phải sửa sang trụ triền để tiếp đón. Và đời mãi giờ thấy có một mình hòa thượng đến đây, chúng hòa thượng nhục thân Bồ Tát, mà ngài ta buồn rầu mà trời ơi, mình tu cái đây mà để cho thổ địa thấy được của quan diện mục của mình, tu còn dở quá, tôi đi về, đi về tu luyện thêm nữa. Nó ví dụ như thế. Thế thì cái ngày xưa khi tôi ở trên đó tu theo thiền đấy, theo thiền tông đúng nghĩa, thì ở trên đó cũng vậy, trên đó cũng là từ chối niệm Phật, đó là không có niệm Phật, mà chỉ có tham thiền thôi. Mà tham thiền cũng không cần thiết, chỉ có miễn rằng là hành trụ toại họa, sai thì thiền định, vận thủy văn xài, giai thì thần thông diệu dụng, tức là bùa cùi và cái nước hết thầy đều là thần thông diệu dụng, tức là đi đứng nằm ngồi thì đều phải thiền, tức là đều phải niệm, phải tư duy, phải tư tưởng. Thế thì chính cái là khi mà tôi thì hòa thượng thì chiếu tôi luôn thế nào như vậy. Thông tin nhân quả là cửa ngõ để vào đạo. Người nào muốn học Phật pháp, muốn phát sinh niềm tin, muốn Phật pháp là tiến bộ, mà không thông tin nhân quả thì không cách gì tiến bộ được. Thì đây cái điều thứ 9 mà mình nói đến là thông tin là cúc nhân tất thủ quả. Cái công nhân nào nó phải sinh quản lý. Thì Hòa Thượng Thích Chiếu nhấn mạnh với lại học trò của ngài đến lúc bây giờ là mình đọc phải thâm tín nhân quả. Mà khi mình thâm tín vào một cách vững chắc thì mình có thể duy trì cái giới được, và mình có thể định lực được, mình có thể phát sinh trí tuệ được. Chính cái mà mình duy trì cái nhân quả, mình ghi nhớ cái nhân quả đó mà mình mới có thể giữ giới được. Cho nên Đức Phật nói là trong những cái điều khó làm thế gian thì có cái điều là nguy hiểm mà giữ giới được, thì quả tình vậy. Cái khi nguy hiểm, cái khi bình thường như vậy mình giữ giới hay lắm, mình có vẻ hiền từ lắm, nhưng mà cái khi nguy hiểm đến đó, thì mới biết lúc mà mình nguy nan, lúc mà mình nguy cấp thì lúc đó mình không có giữ giới gì hết, lúc đó mình sẽ tìm đủ một cách để mình thoát thôi. Ví dụ là trong Đức Phật vào nguy hiểm chỉ giới nan, trong cơn nguy hiểm mà chỉ giới được là một sự khó khăn vô cùng, nhưng mà nếu thâm tín nhân quả thì chỉ giới được. Tại vì thâm tín nhân quả thì sẽ nghĩ được rằng là nhân nào mà tạo quả đấy. Và khi mình có một cái niềm tin như vậy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ hiểu biết như vậy, mình sợ chết nữa, mà mình nghĩ rằng là chết chưa chắc đó là sướng, chết chưa chắc đó là khổ, mà sống chưa chắc đó là sướng. Giống như ông liệt tử cũng nói, ông bảo mà quý vị chưa chết sao quý vị biết rằng là chết là khổ, mà quý vị sợ vậy, biết đâu chết sướng hơn sao. Và ông cha tử cũng bảo biết đâu khi mình chết rồi mình sẽ thấy ô cha chết sướng hơn là sống nhiều quá, biết vậy của nó chết cho sớm mà cứ né cái chết hoài. Đó giống như là cái cô Ả Ly Cơ đi về nhà chồng là lấy vua Tấn. Đi khi mà lên xe hoa về nhà chồng là công chúa của nước khác đi lấy vua Tấn. Trên đường đi từ bé chí lớn ở với đại cha, được cha nuông chiều, cha thương là công chúa trong cung Son nữa.
Và lịch không, bây giờ không biết mặt ông chồng ra làm sao, bây giờ phải rời ông cha để mà đến đến một cái xứ xa lạ, lịch chồng chưa biết thế nào, cho nên buồn phiền khóc lóc sợ sệt. Lúc ra đi níu áo vua khóc lóc, ông vua cũng phải gạt nước mắt, cố gắng đẩy lên xe để cho công chúa về đó, để hai bên nước kết giao với nhau. Nhưng mà cuối cùng cô ta đến cung điện được ông chồng cưng chiều còn hơn ông vua bố nữa. Lúc đó cô ta thấy mình sướng hơn là hồi đó mình ở với cha mình nữa. Mà hồi đó rõ tiếc hết mấy giọt nước mắt khóc của thì ông Trang tưởng bảo biết đâu mình chết mình cũng hối hận hết như vậy sao. Cho nên với cái tâm tính của quả thì mình biết rằng là sợ dĩ mình sợ chết là bởi mình hoang mang, mình có biết rằng là sau khi mình chết mình làm sao, sướng đâu không biết, nhưng mà mình chỉ biết cái trước mắt là chết đây, đó là lìa hết những người thân, lìa chồng, lìa vợ, lìa cha, lìa mẹ, lìa con, lìa cái. Rồi lìa những cái đó chưa đủ đâu, thì còn sợ cái nữa là bỏ dưới hòm, chôn dưới đất, sợ ma lắm đó. Hoặc giả là đem đi thiêu sợ nóng đó. Mà nếu đem đi thiêu mà sợ nóng á, thì chôn dưới đất cũng còn lạnh ác hơn nữa đó. Thế chính vì những cái sợ đó mà mình đâm ra mình sợ chết, mà mình sợ mất cái này, sợ mất kia mà mình sợ chết. Nhưng nếu mình thân tín quả thì mình biết rằng là thế như nào thì cái quả đấy. Cho nên nếu cái nhân thiện mà mình sống thì cái sống đó là phước của mình. Và nếu cái nhân thiện mà mình phải chết thì cái chết đó là cái phước của mình. Ngược lại, nếu với cái nhân xấu thì mình sống thì cái sống đó là cái họa của mình. Và nếu với cái nhân xấu mà mình chết thì cái chết đó là cái họa của mình. Mình biết chắc chắn như vậy. Và khi mình biết chắc chắn như vậy mình không sợ chết. Và mình cứ chỉ chiếu đúng tinh thần nhân quả mình làm, tức là cứ thiện mà làm thôi, mình không sợ gì hết. Và mình sẽ có một cái sức dõng mãnh kia đâu, mình đúng theo cái tinh thần thiện pháp của mình là. Cho nên thánh nhân không có mấy kẻ nào sợ chết. Không phải không mấy kẻ nữa, mà phải nói thẳng lắm. Toàn bộ thánh nhân, thánh giả làm gì có ai nào sợ chết. Cho nên ông Yên Anh mà người nào mà hay xem cải lương hay đọc chuyện tàu, chuyện Trung Vô Diệm gì đó, ông Yên Anh đó. Nhưng mà cái chuyện nó xuyên tạc Yên Anh nha. Yên Anh trong cái nhân vật chuyện Trung Vô Diệm là cái chuyện bịa đặt, không có thật, lấy người đời này ghét cái người đời kia lung tung. Chuyện đó là giải trí cho vui, chứ Yên Anh là một người hết sức là, nghĩa là đức hạnh, trí tuệ, tài giỏi, một con người hết sức là khả kính. Thì Yên Anh nói rằng, Yên Anh bảo là cái chết nó cần cho cái cuộc đời này. Bởi sao? Bởi vì đối với những kẻ làm ác thì cái chết đó là cái hành động chấm dứt cái ác của kẻ đó. Thì thế nào thì nhớ, cho nên cái chết cần. Cái chết đến với người làm thiện thì đó là sự nghỉ ngơi của người làm thiện, cho nên cái chết cũng cần những người làm thiện. Chứ nếu người làm thiện mà sống lâu trăm tuổi thì tội người làm thiện quá. Tại vì làm thiện cũng có về hưu, đi làm cái gì cũng có về hưu. Chứ còn người làm thiện cũng có về hưu, người hành đạo cũng có về hưu. Không có bao giờ mà nói rằng là tôi từ nay không còn giúp đỡ anh nữa, bởi vì tôi đã 70 rồi, về hưu. Về hưu tức là tôi không giúp anh nữa, tôi không thể thương anh nữa, tôi không làm chuyện thiện nữa. Chuyện thiện không có về hưu. Cho nên bậc thánh giả phải làm hoài, làm cho đến hơi thở cuối cùng, mà không được nghỉ ngơi, phải tội cho họ quá. Cho nên họ chỉ được nghỉ ngơi khi nào họ chết. Còn kẻ ác thì cần có cái chết để cho nó được làm ác nữa. Nhưng mà người thiện thì có cái chết thì cho họ nghỉ. Cho cái chết cần thiện. Thế thì mình thấy thánh nhân là không có sợ chết rồi, mà đặc biệt người thâm lý nhân quả này đó không sợ chết. Tại đó cứ nghĩ là với nhân nào mình được cái quả đấy, nhưng mà nhân thiện mình được quả thiện. Cho nên Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp chịu bao nhiêu cũng phải chết để mà về sau được cái thân là vô sinh vô diệt, nhờ những cái chết đó, nhờ những cái chết mà đầy thiện pháp đó, Đức Phật mới được cái chứng được cái pháp thân mà tất sinh tất diệt. Thế mình thấy như vậy. Thế thì phải có cái tinh thần nhân quả như vậy mới giữ giới được. Còn nếu mình không có tinh thần nhân quả như vậy thì hễ mình sợ hãi hay hễ là mình cảm thấy thiệt thòi một cái, hoặc là mình bắt đầu dứt bỏ nhân quả, mình có thể làm cái hành động nào ác. Và nếu mình quan sát được đúng tinh thần nhân quả thì tự nhiên mình sẽ sợ sệt vô cùng, và mình có dám làm, mình có dám thực hiện. Cho nên phải tin nhân quả, và hơn nữa nhân quả quyết định mọi chuyện, chứ không phải là Đức Phật đại mình lên thiên đường, mà chính cái nhân của mình đưa mình lên thiên đường, chính cái nhân của mình đưa mình xuống địa ngục. Với một cái nhân thiện thì đó là một cái viên gạch xây dựng cho mình cái cảnh giới an lạc, mà với một cái nhân ác
thì đó là một viên gạch xây dựng cái hỏa lò cho mình, cái ngục cho mình. Cho nên rằng là nhân quả quyết định mọi sự, cứ giao nhân thế nào thì quả như vậy. Vì vậy mà đối với chư tổ là phải thông cái nhân quả thì mới có thể học Phật được, mới có thể tu theo Phật pháp được, mới có thể trì giới được để phát sinh định huệ. Và cái giới đó là cái căn bản. Chính vì mình có cái giới theo tinh thần nhân quả như vậy cho nên Phật mới thành. Nên như bạn chưa tôi có nói đến cái bát quan trai, ma cũng có trí tuệ, Phật cũng có trí tuệ. Ma cũng có thiền định, Phật cũng có thiền định. Ma cũng có giới, Phật cũng có giới. Giới của ma là tà giới, định của ma là tà định, huệ của ma là tà huệ, là những cái trí tuệ gian xảo, trí tuệ hại người. Với cái thiền định để tập trung tư tưởng để âm mưu những cái mưu tính, mưu toan mà hại người lợi mình. Với những cái giới ác hại, những cái giới hại người. Nhưng đối với Đức Phật thì cũng có giới, có định, có huệ, nhưng là chính giới, chính định, chính huệ. Và cái giới của Đức Phật là cái giới vì người, chứ không vì mình, khác với ma. Giới của Đức Phật là dựa theo nhân quả, không dựa theo nguyên tắc của đời. Giới của ma là dựa theo nguyên tắc của đời. Cái gì gọi là làm? Giới của Phật dựa theo nguyên tắc của nhân quả, là cái gì thiện thì làm, bởi vì làm thiện được quả thiện. Giới của Đức Phật lập trên nền tảng như vậy, khác với lời giới của ma. Cho nên vì như vậy Đức Phật tập trung tư tưởng trên quan niệm nhân quả, cho nên cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của ngài nằm trên quan niệm về nhân quả, trên quan niệm làm thiện được thiện, làm ác thì chịu ác. Và chính vì vậy Đức Phật cũng có thể dựa trên cái quan niệm đó để mà nhân quả để làm đúng cái giới. Và ngài cũng có thể làm lợi ích cho chúng sinh cũng nghĩa, lợi lạc chúng sinh cũng nghĩa, khác với đại ma là làm lợi cho mình thôi mà chúng sinh. Thế thì cái thứ 10 gọi là cái ý thứ 10 gọi là sinh giai bất thối, tức là hễ vãng sinh rồi thì không còn thối thất gì nữa. Tức là hễ mà vãng sinh lên trên thế giới tịnh độ rồi thì không có sợ là thối thất của địa tâm. Thì chuyện này dễ hiểu thôi. Rồi dĩ nhiên rồi, mình lên trên cái cảnh giới đó, không có cảnh giới đó, tại vì Đức Phật thiết lập những cái môi trường ăn chặn trước, không để cho mình sa đọa. Cho nên mình lên trên đó làm gì có môi trường mình sa đọa. Chẳng hạn bây giờ đây mình còn có những cái môi trường sa đọa là lắng lẽ hôm nay mình đi chùa ba con trai, ví dụ vậy. Nhưng mà có nhiều bà khác dù mình đi đánh bạc trường hay là tứ sắc, ví dụ như thế, thì mình chiều theo bạn mình đi. Hay là những trẻ có những kẻ dù mình đi và đi bạc tin này bạc tin nọ, hay là đi xem phim cine này hay đi chơi đâu đó, thì mình có những cái thứ như vậy để mà mình đi là mình sẽ bỏ. Nhưng mà trên cái cảnh giới của Đức Phật Di Đà là cảnh giới mà hơi nhiều hồi nãy tôi nói, là bởi vì Đức Phật từ bi muốn độ chúng sinh cho nên phải thiết lập tất cả những cái phương pháp và làm sao cho người ta tăng trưởng cái tu, chứ không có bị lôi sụt cái tu. Cho nên cho đến cả tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng nhạc, tiếng gì, tiếng gió thổi, nhất nhất đều làm cho mình phát sinh cái tâm tu. Mà chuyện đó không hoang đường đâu. Cho nên nếu một người nào mà mình có một cái thời gian rảnh nào có thể đi, chưa nói đến cảnh giới cực lạc, mình có thể đi viếng thăm Phật tích, hay là thánh tích. Phật tích ở bên xứ Ấn là bốn cái động tâm của Đức Phật, hay là thánh tích ở bên Trung Hoa, thì mình sẽ thấy ngay. Tôi đây ở chùa 25 năm hơn rồi, thấy Phật khỏe, thấy tượng Phật khỏe. Cho nên khi mình thấy tượng Phật thì mình thấy có một cái cảm giác gì gần gũi, có cái gì là lạ lùng. Nhưng mà có những ngôi chùa ở Trung Hoa, nhất là ngôi chùa mang tên Quy Ngần Tự ở tỉnh Hàng Châu, ngôi chùa đó là ngôi chùa mà Tế Điên Hòa Thượng ấy, Tế Điên Hòa Thượng thọ giới và tu tập ở đó, ngôi chùa Quy Ngần. Tế Điên Hòa Thượng nhân vật có thật ấy, đạo tế. Thế thì cái pho tượng rất đẹp và uy nghi đến độ mà mắt tôi vừa chạm cái pho tượng đó thì cái chân tôi tự nhiên nó sụp xuống, thấy tượng nó là muốn lợi. Với cái tượng nó tự hào chi là Đức Phật nhìn cái dáng dấp, cái vẻ mặt nó từ bi đến độ mình nhìn mà tự nhiên mình muốn lợi. Hay là ở chùa gọi là chùa Đấu Xuất, mà người ở Trung Quốc họ quen gọi theo tên là chùa Đập Nằm, tức là ngoại Phật tượng. Người Trung Quốc cũng như người dân Việt Nam miền Bắc hay gọi tên chùa bằng một cái danh từ khác, chứ không gọi đúng tên chùa. Cũng gọi là chùa Keo hay là chùa gì đó, ví dụ vân vân, nhưng mà không gọi đúng cái tên của nó. Cho nên lắm khi mình cũng không biết tên thật luôn.
Thì cái chùa Đông Xuất đó nó có tật Bắc La Hán mà họ làm rất là linh động. Rất linh động chứ không phải một mình tôi, Hòa Thượng Trung Quán là dịch giả của Bộ Đại Chí Bộ Luận, cũng dịch giả Kinh Hiền Vu. Hòa Thượng Trung Quán cũng cảm giác y chang như tôi, là khi mà đi thẳng vào cái chính điện như vậy thì mắt mình nhìn thấy Đức Phật trước nhất, mình không có nhìn cái xung quanh, thì nhìn thấy Đức Phật đang nằm nhập niết bàn trong tư thế khoan thai, cho nên chùa đã được gọi là chùa Phật nằm, mà thật ra tên là Đông Xuất Tự. Thì tôi và Hòa Thượng Trung Quán đảnh lễ Đức Phật, mà khi đảnh lễ Đức Phật vậy thì tôi có một cái giác quan báo động cho tôi biết là có người nhìn tôi, nhìn sau lưng mà nhìn chằm chằm và chăm chú, nhìn độ mà mình lạnh gáy rồi. Và khi tôi lạy Phật như vậy, tôi nghĩ mình lạy Phật những trung tâm lạy Phật mà cúi xuống mà đầu ngoái đi ngoái lại thì nó thất kính đi, cho nên tôi cứ chằm chằm lạy Phật ai ngó thì ngó. Lạy Phật xong cái đã, và khi tôi lạy Phật xong tôi vừa đứng lên tôi quay lại tôi nhìn thì tôi giật mình, tôi thấy có một ông tăng ngồi trên bàn chống cằm nhìn tôi chằm chằm mà ngồi trên bàn. Nhưng nhìn kỹ lại là thấy được mà cái con mắt đó nó linh động như con mắt người ta vậy. Mà ở cái chùa đó họ không cho chụp hình, họ bảo tồn 18 pho tượng là hắn không nhất khoát làm cho chụp hình cũng được cạnh đó. Thì đấy là tôi nói, hoặc giả là có nhiều ngôi chùa mà mình bước chân vào đó, tôi đang còn đám thầy tu mà tôi bước chân đến đó tôi lại muốn tu nữa à. Tự nhiên mình bảo nếu mình chưa tu thì mình tới đây mình sẽ xuất gia, mà nếu tu rồi thì mình tới đây mình phải tu lần nữa. Mà tới đó tự nhiên mình cảm thấy nó đúng là thoát khỏi trần tục. Chùa nó có những cái cây tùng, cây gì nó nằm, họ đặt tên cây tùng theo những cái danh từ Phật pháp à. Rồi chùa thì nó trọng thênh thang, điện này có điện nọ, mà nó trên núi. Có khi mình đứng ở trên núi thì mình nhìn xuống là mây, nhìn nó thoát trần cái. Cho nên chùa hồi xưa chư tổ mà sử dĩ phải đặt cao như vậy để cho người nào mà hay cãi lộn làm biếng leo lên. Và người nào thích tu thì cứ ra sức leo lên, còn người nào cũng leo thì nó chỉ để cắn nhau thôi, thì mệt quá thôi ở nhà cho rồi. Còn người nào mà phải thích đào lắm thì mới cố gắng leo lên được, tại vì cao trong vót. Chùa đa số như vậy. Thế thì tôi nói cho nên cảnh giới cực lạc của diễn tả bảo là âm thanh này âm thanh nọ làm mình muốn niệm Phật, nó có đấy. Có những cái nhạc trời chẳng hạn như là ngay ai chị Minh Vân á, chị Minh Vân á, chị nói với tôi như vậy, chị bảo là tôi cho chị kết tết mà niệm Phật mà của Trung Hoa, niệm mà niệm như ca vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chị bảo chị đang mua, chị trong sở chị vừa làm chị vừa mở thét, mà anh Mỹ nào vừa đi cũng vừa ê a của nó quen và không hiểu lấy gì hết, mà anh Mỹ nào đi cũng ê a ra câu đó. Đấy, nghe thôi á mà tự nhiên nó phát khởi cái miệng muốn theo. Đó là chị mình mới nói điện thoại với tôi cách đây chỉ 1-2 ngày, chị kể chuyện như vậy, nhưng mà để cho cái băng nó có nghe thiết thét nên tôi nghiền, nghĩa là vô sở cũng mở nghe, vừa làm việc vừa nghe, đến độ mà mấy anh Mỹ ở trong chung trong cái bureau đó, anh nào anh cũng đi đâu cũng nghêu ngao nghêu ngao câu đó, như là anh hát mà tôi chẳng biết là đi thỏ thỏ là cái gì, không biết là cái giống gì nữa đó. Thì đấy, hoặc giả là chẳng hạn như là mình coi đó, mình thấy một cái bức tranh, bức tượng, mình thấy một cái điệu nhạc như tôi mới nói, hay là mình xem một cái màn vũ, mà nhất là bây giờ cái Trung Hoa họ phát triển cái loại đó vô cùng gọi là đồn hoàng, tức là họ lấy những cái tranh ảnh mà thiên nữ tán hoa bằng tư thế này bằng tư thế kia, họ linh động hóa thành điệu múa, thành cái điệu múa gọi là điều múa của Phật pháp, tức là những chư thiên cúng hoa họ đặt những cái tên nghe cũng rất hay, lục tí phi thiên này nọ, hay là linh sơn phạm âm này nọ, do phổ thì nhạc, rồi họ linh động hóa những cái động tác đó. Mà quả tình nếu mình biết Phật pháp, mình xem mình phải thấy xúc động. Cho nên những cái cảnh giới mà trong kinh diễn tả bảo là những cảnh giới nó trợ lực cho sự tu của mình, quả tình đúng. Ở chỗ mình đến là mình không có muốn tu hồn nào. Như cái chợ, phải nói mình sẽ cảm thấy như vậy, ngột ngạt mệt. Có nhiều chỗ mình đến từ những chúng tôi cứ liên. Cho nên cái cảnh giới nó quan trọng vô cùng. Vì vậy Đức Phật Thích Ca thiết lập cái cảnh giới như vậy. Thiết lập cảnh giới như vậy và ngài trang nghiêm cảnh giới đó cho đến độ mà cái gì cũng là cái yếu tố thúc đẩy mình tu. Trái với những cảnh giới của ta bà này là cái gì cũng là cái yếu tố làm cho mình thối thất tâm tu. Có khi không phải là nơi mình,
Nhưng mà có khi con rất nhiều người tâm sự chẳng hạn bảo là mình cũng muốn tu lắm, muốn đi chùa lắm, nhưng mà đến chùa sao thấy nó mệt quá, thấy nó sao cho nên không đi nữa. Thì đấy là nó cũng là do những cái cảnh giới nó không có trang nghiêm, cho nên nó mới làm cho mình tự dưng mình thối tóc. Nhưng mà cảnh giới của A Di Đà lại thiết lập cái trang nghiêm như vậy, làm cho mình không thối tóc. Cho nên khi một khi nó sinh lên đó thì không có muốn thì không có thể nào mà có tâm niệm là thối thân, không có muốn trở lại thế giới Ta Bà này được. Không muốn trở lại đây tức là trở lại vị mới đắm đấy, tức là không có muốn được, tức là không còn mới đắm nữa, mà sẽ ở trên đó thôi. Cũng giống như tôi nói với cái chủ triển kia như vậy, xin chả trách gì ngày xưa mà những câu chuyện mà cứ nói với anh thất tỉnh hay là thất trí thì cứ mò trên chùa tu cũng đúng, tại vì lên trên đó tự nhiên nó quên hết sự đời, nó thoát tục vô cùng, nó quên hết sự đời. Nhìn cái pho tượng Phật nào cũng vậy, từ tưởng tượng cái núi Linh Ẩn, cái chùa Linh Ẩn mà tôi nói nó dựa theo một cái hòn núi, hòn núi đó từ trên đỉnh xuống dưới đến chân 500 pho tượng Phật Bà La Hán được tạc in lên trên núi, tức là tạc lên trên núi chứ không phải là tạc ở ngoài rồi đang để cái núi đâu, tức là cũng núi đấy, chỗ này họ tạc Di Lặc, chỗ kia họ tạc Địa Tạng, chỗ nào họ tạc Phổ Hiền, chỗ nào họ tạc Đức Phật dược sư, Đức Phật Nhân Tăng, 500 pho như thế từ trên xuống dưới. Đến đó là tự nhiên cái tâm hồn nó thoát tục đi. Cho nên tôi bảo trong cái đời tu của tôi, cái phước báo mà đúng đầu của tôi, cái chỗ đó để tôi được 49 ngày thất lai tuần của Phật Pháp ấy, tôi được 49 ngày hết sức là nghĩa là gọi là an lạc, hạnh phúc. 21 ngày ở Ấn Độ, 28 ngày ở Trung Quốc. Đó là cứ ăn xong mới đi chiêm bái, đi đảnh lễ tụng kinh. Còn nói nó cái đạo tràng có một cái sức, chẳng hạn như tôi nói như cái đạo tràng của dưới cột cây Bồ Đề của Đức Phật thành đạo. Mà thầy đến thiền thì dẫn thông lãnh một mười mấy bà cụ không à, tới dưới cột cây Bồ Đề ngồi tham thiền. Mà mấy cụ thường ngồi tham được 5 phút là mấy cụ lại bắt đầu đâm bịch, mà mình cũng bị động tâm vì những cái tiếng bịch thôi, đâm chân. Nhưng mà đây suốt một tiếng đồng hồ không nghe một cái tiếng gì hết, người nào ngồi không biết gì. Và khi xả thiền đó thì tất cả mấy bà cụ đều phát biểu là lạ thay, từ xưa đến nay chưa bao giờ ngồi một tiếng như vậy mà không có ê chân, không có đau cẳng, không có mệt mỏi cái gì, mà nó qua trong gang tấc. Còn tôi thì trước cái cột cây Bồ Đề đó, tôi cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại một lần, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại một lần, và tôi không cần niệm, tôi cứ đảnh lễ như vậy. Và khi tôi đảnh lễ thì có cái bà bác có đi theo tôi, cũng giống như thì già tôi vậy, đi nó chăm nom cho tôi, thì bà thấy tôi lại bà cũng đứng vậy, bà lạy theo tôi, tức là chỉ có tôi với bà bác đó lạy Phật, tất cả thì ngồi thiền đấy. Và thầy những thiền với mấy vị kia ngồi thiền xong rồi xả thiền, nó đi tới đi lui đi xem mà chờ tôi lạy, chờ lâu quá thì thầy những thiền thấy mê nhắc cái bác mà lạy theo tôi, gọi tôi đi về. Tối qua thì xem ra hai tiếng đồng hồ hơn mà chỉ lạy như vậy. Mà cái bác kia, bác mới là ngạc nhiên, bác kia bác nói với tôi là bình thường bác ở nhà cũng lạy sám hối đâu, 88 lạy không cần chết đau chân, lạy nhiều khi phải quỳ lại chứ không dám đứng lên đứng xuống, mà sau cái này cũng có thể 2 tiếng đồng hồ đứng lên đứng xuống như vậy lạy mà không sao được, sao lạ kỳ. Và ngày dưới cái tháp mà Phật thành đạo của vua Dục xây ngay cột cây Bồ Đề, nó có một cái sức mạnh, nó có một cái niềm là tự nhiên đến đó muốn tu, mà tứ chúng đông kia lắm, mà mạnh hay đi tu mà không ai đối đời ai, mà đủ sắc dân, Mỹ có, Tây có, Tây Tạng có, Đức có, Nhật Bản có, Đại Hàn có, Việt Nam có, mỗi người tu một kiểu, mỗi người tụng kinh một thứ mà không có ai cãi lộn gì ai, yên tâm pháp mà mạnh hay đi tu. Nó có một cái hay như vậy là từ mà từ 4 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm đóng cửa, 4 giờ sáng mở là thiên hạ kéo nhau vô tù. Theo anh thầy Tây Tạng thì Nhất Bộ Nhất Bái nhiều quan cái thần, là có người hình hồn cấp chỉ chủ. Thì đó là tôi nói là đến những cảnh giới nó có quan trọng cho mình trong cái sự tu kia đó, nó có một cái tác động kia. Thế thì cho nên khi mà mình sinh về cái thế giới đó, thế giới tình độ đó, chắc chắn không có câu chuyện, bởi vì ở những cái phương tiện theo lại và ở những cái trí tuệ vô song của Đức Phật A Di Đà và trí tuệ của tất cả những hàng Bồ Tát bạn bè của mình, ở trên đó ai cũng có tha tâm thông, cho nên một người khởi niệm hết phải đều thấy. Vì vậy
mình đâu có dám khởi cái niệm gì xấu. Bởi mình khởi là lộ tẩy lấy rồi thì ai cũng thấy hết trơn à. Hai người ta không đọc được hết trơn. Cho nên vì như thế nó thì làm sao mà thối được. Đó. Cho nên không thể nào thối chuyển được. Chứ nó chỉ có tinh tiến thôi. Tinh tiến bởi vì niệm niệm của ai cũng thấy, ai cũng biết hết trơn, ai cũng có tha tâm thông, ai cũng có đầy đủ các thông hết á. Cho nên đều hiểu biết như vậy và đều thấy được. Sẽ không có dối gạt được ai. Đó. Cho nên vì vậy sinh lên đó bất thối. Và chính vì cái mà mình biết quyết định sinh lên đó là bất thối, tức là sinh lên đó là chỉ có thành quả thôi. Cho nên cái pháp môn tịnh độ nó là cái cơ mà đầu cái quyển này có một cái lời nói của Ngài Ấn Quang. Tôi cũng còn nhớ nó là cái tỏ một cái trang nào. Ngài Ấn Quang có nói rằng là Ngài Ấn Quang đại sư ấy, ai biết mặt Ngài Ấn Quang không? Ấn Quang ở Việt Nam mình có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chùa Ấn Quang á. Đây này, đây là dung nhan của Ngài. Đó là Ngài Ấn Quang. Ngài là chủ trương rằng là tịnh độ dư lắm, cho nên Ngài được coi như là tổ sâu cùng tịnh độ tâm này. Tổ thứ 13. Trong này có một cái khúc Ngài bảo rằng là dù cho cổ Phật có hiện ra trên đời này, dù cho chư tổ của Thiền Tông cho đến Bồ Đề Đạt Ma mà xuất hiện ngay lúc này cũng không dày một cái gì khác hơn là pháp môn tịnh độ. Là bởi vì chư tổ không có chú trọng đến cái pháp môn mà chỉ chú trọng đến cái phương tiện. Pháp môn nào cũng là phương tiện. Cho nên cái pháp môn nào mà nó kết hợp, chẳng hạn như mình khi mình nghe nói đến kinh là nó có hai cái ý nghĩa, là cái cơ cái lý gọi là kinh. Cái cơ là thế cái căn cơ của mình. Cái lý là kết hợp với chân lý. Cái lời nào mà kết hợp với chân lý, kết hợp với căn cơ của mình, lời đó được gọi là kinh, là kinh điển. Cho nên pháp môn nào gọi là tối thắng? Thực sự chẳng có pháp môn nào tối thắng pháp môn nào, nhưng pháp môn nào được gọi là tối thắng trên phương diện tương đối, đó là cái pháp môn mà giúp được mình trong lúc này. Cái pháp môn đó là tối thắng. Chẳng hạn mình không thể nào nói thuốc nào là tốt nhất thế giới, không có. Tại vì thuốc này để chữa bệnh này, thuốc kia để chữa bệnh kia, làm gì có thuốc nào thắng thuốc nào. Đối với bệnh này thì thuốc đó là đệ nhất, đối với bệnh kia thì thuốc kia là đệ nhất. Cho nên khi người này đang bệnh này thì đệ nhất là cái thuốc đó, khi người kia bị bệnh khác thì đệ nhất là cái thuốc đó. Cái thời buổi của Bồ Đề Hoa đó là căn khí đại thừa, căn cơ mạnh lắm. Cho nên tổ của Thiền Tông thời bây giờ chỉ nhất túc giác thôi, như Vĩnh Gia Vĩnh Giác vẫn thường, nhưng về sau này không có, về sau thì rất khó. Bây giờ đi chùa mà mình vừa mới đến, hồi xưa mình đi chùa hỏi đạo thầy chủ trì nhào đánh đập mình về giác ngộ, bây giờ đánh đập mình về đốt chùa đấy chứ. Mà tự nhiên cái ông mắt mới tới hỏi một hai câu thì đánh à. Cho nên mình không sử dụng được cái tổ sư thiện nữa, nó không khí cơ nữa, nó vẫn khí lý nhưng mà khí cơ nó không còn, nó không còn, nó khó lắm. Nó khó bởi vì mình chắc là mình sống trong cái xã hội này, cái xã hội của cái thế giới tư bản này, thế giới này là thế giới mình phải tập lộn cái đó mình mới sống được. Mà nếu mà mình phải tập trung lại hết để mình tham cái thoại độc, cả một vấn đề nan giải. Và nếu mình không tập trung lại hết, mình tham lúc đứt lúc mất, ngày có ngày không, thì cái công phu của mình thật là hối, thật là hối. Khi mà tham mình phải vứt bỏ hết cả các vọng niệm, vứt bỏ hết cả những cái gì chỉ cột trong đầu một cái thoại đầu thôi. Và như thế thì mình không thể nào tu như vậy với cái đời sống như vậy được. Không, trừ phi lên chùa ở trên bên Trung Quốc như tôi mới diễn tả thì cái chuyện đó được. Còn trong cái xã hội như vậy không. Nhưng mà mình ngồi đâu thì mình cũng có thể nhiếp tâm niệm Phật, và niệm Phật như vậy nó có nhiều cái ích lợi như nãy giờ tôi trình bày. Tức là nếu mình niệm Phật thành cái thói quen thôi mà chưa có tư duy gì hết, chưa quan sát gì hết, chưa sử dụng thì đến định hết, mình vẫn có cái lợi. Mà nếu sử dụng được đến cái định mình vẫn có lợi, và ngồi đâu cũng tu được, ngồi đâu cũng gì được. Mình cũng vừa có thể đánh máy trong đầu vẫn niệm Phật, hay để máy như chị Minh Vân chị nói vậy, niệm Phật tai mình nghe nó quen. Nhưng tham về đầu là phải dứt bật hết tất cả mọi chuyện. Chứ nếu mà một ngày tham về đầu mà 2 tiếng đồng hồ không được, chắc chắn không được. Tại vì cái đó phải đòi hỏi mình một sự liên tục không ngừng, chứ không phải rằng là hôm nay bỏ công phu 2 tiếng, ngày mai bỏ công phu 2 tiếng mà được, đâu không được. Mà phải liên tục, đừng để cho nó mất. Niệm niệm không được gián đoạn,
thì cái nghi tình nó mới lớn mạnh được, thì nó mới có thể phá vỡ được. Đó, thế cho nên vì vậy là ông Quang mới nói chắc chắn như vậy, mới nói rằng là dù là bây giờ Bồ Đề Đạt Ma có xuất thế đi chăng nữa, Bồ Đề Đạt Ma hay là chư Phật trong xa xưa, trong quá khứ, các vị cổ Phật cũng không nói một pháp môn là khác hơn cái pháp môn tịnh độ. Cho nên về sau này chư tổ của Thiền Tông chẳng hạn như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, ngài Triền Ngộ Đại Sư, trong này ngài Triền Ngộ có nói đến 10 cái tinh tâm, trong đó có cái sự tín Di Đà, đó là Triền Ngộ Thiền Sư. Và ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là coi như một vị tổ Thiền Sư, một Thiền Sư danh tiếng lắm, tổ Thiền Tông. Và ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng đã từng phải nói rằng là thiền tịnh song tu. Ngài bảo là 10 người tu thiền thì một người đắc, 9 người rơi. 10 người tu tịnh thì 9 người đắc, 1 người rơi. 10 người thiền tịnh song tu thì 10 người đắc. Đó là lời Vĩnh Minh Diên Thọ đó. Và Vĩnh Minh Diên Thọ xuất thân là Thiền Tông. Nhưng mà tại vì cái căn khí của con người bây giờ, chứ không phải là cái nào là hay, cái nào là dở đâu. Nhưng mà đối với khí cơ, nó phải có cái khí cơ cho cái trong mình sống, trong cái hoàn cảnh, cái môi trường này mà mình có thể tu tập được. Thì đó là 10 cái điều, 10 cái sức tín mà của tổ thứ 12 của Liên Tông gọi là, lại có cái hiệu gọi là Mộc Đông Đại Sư. Thì ngài lập ra 10 cái tín như vậy, ngài bảo là khi mình đó là mình chưa có cái thì giờ thì nói đến 10 hạnh, 10 cái nguyện. Đây chỉ nói là tín thôi, là trong tín hạnh và nguyện. Đó là riêng của ngài tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông đấy. Thế thì riêng này nói khác hơn là mình hôm nay đây là cái đạo tràng này coi như là tu bát quan trai giới. Thế thì mình biết rằng là bát quan trai giới là tôi lập lại ở đây buổi trưa. Đó là nó nền tảng của Phật pháp. Không có giới thì không có Phật. Chắc chắn như vậy. Tu cái gì có trí tuệ chăng nữa mà ly giới ra thì đều thành ma cả. Mà tu cái gì mà đặt nền tảng vào giới thì thành thánh, thành Phật. Cho nên giới là mẹ sinh ra chư Phật. Kinh Bồ Tát Sử Thai dạy như vậy. Bát quan trai giới là mẹ sinh chư Phật. Cho nên nay tu bát quan trai giới là nhân để thành Phật quả trong tương lai. Bởi vì như thế mà hàng Phật tử chúng ta cũng phải nên như thế. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật bắt buộc. Bây giờ trong cái nghi quy y của thời nay thì thường cái nghi xong á, truyền thuyết sư thường giảng dạy và nói với lại nhắc nhở với lại giới tử rằng là phải cố gắng ăn chay một tháng ít nhất 2 ngày hay 4 ngày. Còn thời của Đức Phật á, thì quy y xong á, thì chỉ có nói đến cái chuyện rằng là bắt buộc phải bắt con trai dưới 1 tháng 6 ngày. Bắt buộc 1 tháng phải 6 ngày tu bát quan trai giới. Tu như vậy để niệm, tức là để thân duyên cận duyên, để tạo cái tăng trưởng duyên đó cho mình, tăng thường duyên đó cho mình, để đến khi mình lâm chung, mà có lẽ tôi lập lại để cho mọi người nghe lần nữa là cái câu chuyện của một vị Phật tử ở bên Pháp kể cho tôi nghe. Mà ông ta là một người rất có máu mặt ở Pháp hiện tại, chức sắc cũng rất là cao cấp, giám đốc của một cái ngành UNESCO. Ông ta nói tôi là cái thời ông ta 15 tuổi khi bệnh sắp chết ấy, thì 34 tuổi tôi thuốc uống là phun ra không có chữa được, bác sĩ bảo chết đem về nhà đi, bố mẹ trở về nhà, bà ngoại ông ta không biết cái gì hơn là tiệm Phật cầu nguyện. Thì bà ngoại là một người rất sùng tín Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên cái ngồi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi bên cạnh. Thì ông cháu mà hôn mê sắp chết rồi, chỉ chờ chết thì chôn thôi, chờ tắt thở để chôn. Thì ông này ông bảo ông kể, ông bảo thấy rõ như vậy. Nhưng khi ông thấy có một người đi trên nóc nhà, đứng trên nóc nhà người này nhìn xuống, xong rồi nói nhà này có ma, có quỷ. Bước qua cái nóc nhà khác, ngó nhà này có phúc có đức. Thì cứ vừa đi vừa phê phán như vậy, hết nhà đến nhà kia, nhà này có ma có quỷ, nhà này cũng có đức. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là trong người ta nó lạnh lẽo ha. Rồi chúng ta thấy xung quanh quỷ thì hiện ra đầy sảnh, ma quỷ nó vào nó đùa giỡn, nó kéo tay kéo chân chúng ta.
còn thấy những vị ăn mặc thật là đẹp đẽ trang nghiêm, nhìn dáng mặt rất là hiền hòa, biết là thiên thần, thì đứng xa xa, đứng xa xa. Còn Phật tuốt đằng xa, mờ mờ ảo ảo tuốt đằng xa. Tôi đi ma quỷ là kéo ông, kéo ông đi. Ông sợ lắm, không kêu cha mẹ không nghe, không ai nghe cả. Nó kéo ông đẩy vào một cái con đường hầm. Con đường hầm nó hôi hám, tối tăm. Ông ta thấy đằng trước có một cái ánh sáng, cho nên chạy trong con đường hầm để chui ra cái chỗ ánh sáng đó. Nhưng khi chui lên thì hỡi ôi, cái ống cái lỗ ánh sáng đó chỉ là cái lỗ cầu tiêu. Và ông ta phải chạy ngược trở lại. Và ma quỷ nó gieo hò, nó đẩy đi trên con đường. Và ông ta nói với tôi, trời ơi kinh khủng. Cho nên ông ta tin những cái về luân hồi, về cái gì đó. Ông ta bảo với tôi là thiệt đó, lúc đó mà con chết, đó mà chết chắc sinh bằng ma quỷ. Cho nên ở trong phần quế dưa dành trong cầu tiêu. Và rõ ràng như vậy, rõ ràng ma quỷ nó vây xung quanh. Rồi thì nghĩ là chết, cho nên bà ngoại cứ ngồi với nó niệm Quan Thế Âm. Thì khi nào ông ta bị những cái hình ảnh kinh khủng quá, thì người nó giật lên, giật mình, mở mắt, hò hè muốn nói mà nói không được. Thì cái bà ngoại này nói là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi con, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi, cứ như vậy đó. Thì bây giờ đi cái máy về, ông ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, sợ Quan Thế Âm Nam Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Quan Thế Âm Bồ Tát, mà đầu nó tập trung được gì. Thì tự nhiên ông ta thấy trong cái nhà có cái ánh sáng, rồi thấy rõ ràng. Mà ông ta nói là cho đến bây giờ trong đầu óc ông ta nó còn nhớ rõ cái hình ảnh đó lắm. Còn nguyện là khi nào về hưu sẽ đi tìm danh họa bên tàu để diễn tả cho người nó tập vẽ cái tượng Quan Thế Âm đó để thật thở. Thì thấy rõ ràng Quan Thế Âm hiện xuống ngay giữa. Tôi cho ông ta những cái đồ quý báu. Ông ta vừa cầm vào tay thì ma quỷ giật, chạy lên giật giật. Khi Quan Thế Âm xuống thì nó giãn hai bên, nhưng mà khi cho những cái củ đó thì nó ao đến giật gần như không sợ nữa. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì bình thản như thường, không có đuổi, không có xua, mà cứ cho thì nó giật, cứ cho thì nó giật. Rồi ông ta khóc lóc và nói, nó giật hết của con rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát bẩm xong, kể lắm, cho nữa, giật nữa. Cuối cùng thì Ngài lấy một cái viên như một viên ngọc để trên trán ông ta. Thì cái viên ngọc nó như nó đun vào và mất đi. Rồi thì tự nhiên ông ta cảm thấy người nó bớt lạnh lẽo, ấm áp. Rồi thế là xong rồi. Mà bác sĩ không biết tại sao sống, chịu thua và sống cho đến bây giờ. Đấy, giờ mà sống cho đến bây giờ mà học rất giỏi. Thì ông ta kể chuyện như vậy cho nên ông ta nói là sợ, rất sợ. Thế giới của ma quỷ nó đông lắm, mà sống ở cái mấy cái nước Âu Mỹ thì ma quỷ nó nhiều, Phật pháp nó ít, cho nên khi mình chết là ma quỷ nó lôi kéo đi. Tôi có một cái kinh nghiệm đó rồi, cho nên về hưu thì phải về Việt Nam hay về Trung Quốc tu, nơi đó Phật pháp nó nhiều thì mới không có ma quỷ. Chứ không có cái kinh nghiệm đó rồi. Ma quỷ thì đông mà bu mình, thiên thần, thánh thần thì ở xa xa ngó chơi thôi, Đức Phật thì còn xa nữa. Thì tôi cắt nghĩa, tôi bảo đừng có sợ. Cách đây mấy chục năm á, thì anh thấy như vậy, nhưng bây giờ anh chết thì mới khác. Tại bây giờ anh tu, anh học đạo ha, anh nghiên cứu Phật pháp, anh tin Phật, anh tin pháp, anh nghiên cứu, thì bây giờ anh chết thì sẽ thấy khác ngay. Tại vì cái nghiệp của anh khi anh sống trong cái sự ác pháp, anh sống trong sự tham sân, sự ích kỷ. Cho nên sống nó mà những cái đó là ma quỷ. Những cái đó là con người ta thành ma, thành quỷ, nó ác. Nó tham quá thì nó thành ác, thì nó thành ma, thành quỷ. Thế thì khi mình sống bằng những cái tư tưởng như vậy, thì mình sống ngay trong đám ma còn gì. Và khi mình sống trong cái đám ma thì ma vương là bạn của mình, quỷ mà là những cái thói hư tật xấu là bạn của mình, nó đi ra đi vô với mình. Cho nên khi mình chết nó bao vây mình là đúng rồi. Đó. Tại vì ngay khi mình sống thì nó cũng bao vây mình, chứ cần gì phải mình chết. Cho nên lúc nào nó bao vây mình. Còn những cái tư tưởng cao đẹp đó, mình kính nhì viễn chi, cho nên những tư tưởng nó là xa lắm. Tức là thiên thần, thánh thánh này kia là xa. Còn Phật mình chả tin, cho nên Phật thuốc. Đó là còn thấy Phật mờ mờ là may cho bà ngoại cái tu. Chứ nếu không là còn không thấy nữa. Thế thì bây giờ khi mình tin đạo, cho nên khi mình niệm Phật như vậy mình mới tinh tiến này, mình niệm vậy mình mới tăng trưởng tam duyên. Thì khi tăng trưởng tam duyên, mình thường nghĩ tới Phật pháp, mình thường hành xử theo tinh thần của nhân quả, tinh thần của Phật pháp. Thì bây giờ mình sống với Phật pháp, tức là sống với những vị Bồ Tát. Mà khi mình sống như thế á, thì ngay khi sống mình cũng gần gũi những thiện tri thức, tức là những cái thiện pháp đó. Và ngay khi mình chết thì xung quanh mình là chư thánh hiền tăng tiếp dẫn mình về thế giới phương Tây. Cho nên cái chuyện
tu tập để chết mà phóng sinh chuyện đó là đúng rồi, mà không tu tập chết đoạn thì chuyện đó nó không đúng, đoạn cái cảnh giới là nó không phải rồi. Cho nên nếu bây giờ mình tu tập đó, mà mình kết duyên với các thiện pháp như vậy, tức là chư thật chư thánh đó, với lại chư Bồ Tát là bạn lữ của mình, khi là bạn lữ của mình ngay khi sống nó là bạn lữ, là lúc mình chết thì khi mình lâm chung thì mình sẽ thấy thánh hiền Bồ Tát xung quanh, Đức Phật ở trên, còn ma quỷ đứng xa 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 ngó tới, mình sẽ thấy như vậy ngay. Nó sinh được là cho nên đừng có sợ, không phải là mình chết thế giới này ma nhiều mà chết ở Việt Nam ma ít, là đâu có. Nếu mà cái tâm của mình phát ra một đống bạn ma của mình đi thì mình chết ở đâu thì bạn ma mình nó ở đó với mình. Còn nếu mình phát một đống thiện tri thức của mình đi á, thì mình chết như nào thì một đám thiện tri thức đó xung quanh mình. Cho nên nơi nào cũng quan trọng, quan trọng cái là mình kết thân với lại thiện hay là ác, thiện pháp hay ác pháp, thì cái lúc chết mình sẽ thấy như vậy thôi, chắc chắn như vậy. Tại hiện đời đây mình sống mình cũng thấy cái gì là cao thượng hết, tại vì tâm hồn nó sống trong cái phiền não ô nhiễm, cho nên mình thấy cái gì cũng là một sự tranh đua, một sự tranh giành. Và chính vì như thế đó mình sống và sống trong cái buồn nhớ đó, trong cái vũng buồn xỉn, cái vũng buồn xỉn hôi hám đó làm bực sọc, làm mình không được an nhàn. Còn nếu mình thường tu thiện pháp, thường nghĩ thiện pháp, thường hành thiện pháp, nếu tai nào niệm Phật mà đến độ niệm Phật tam muội thì tay đó với Đức Phật đừng cúng nhau. Cho nên khi mất một cái thì Phật ở gần nhất, chư thánh phía sau lưng Phật, rồi ma là rất xa. Còn nếu mà tu hành các đạo thì không còn thấy ma nữa. Khi nhập diệt thì chỉ có Phật và Bồ Tát. Tại vì trong đời của mình diệt trừ hết thầy các ác pháp rồi, mình không còn nuôi một ác pháp ở trong tâm mình nữa thì làm thế nào mình thấy ma nữa? Thì còn ma nào ở trong tâm mình được? Ma nào dám đến gần? Ma nào cũng giang cao bay xa chạy hết, đều là trốn mất hết. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Mà cũng chính vì khi mình biết rõ như vậy, nó thì tự nhiên trong cái sự tu mình sẽ không có sợ chết nữa. Mình sẽ coi cái sống chết nhẹ nhàng rồi. Cho nên Ngài đứng ra mình giác tổ của Thiền Tông, đệ tử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đứng ra mình giác mê nói cái chuyện mê. Sau khi gặp Lục Tổ Huệ Năng rồi, trong bài Chứng Đạo Ca, Ngài mới có hai câu nói là: Tư tùng nhận tắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương căn. Tức là từ khi mà tôi nhận ra con đường lên núi Tào Khê rồi, thì lúc đó tôi mới biết rằng sinh tử không có nhỏ nhỏ gì với tôi nữa hết, sự sống chết. Mà cái đó là cái hạnh phúc lớn nhất của đời, tức là mình giải quyết được cái việc của cả đời. Như tôi đề cập, cái việc của một ngày, cái việc của một ngày là việc ăn, cái việc của hàng năm là việc mặc, cái việc của cả đời là việc sinh tử, việc sống chết. Mà như thế mình đã giải quyết được cái việc của cả đời, thì không có cái gì mà hạnh phúc hơn. Cái ăn cái mặc chỉ là cái nuôi dưỡng của mình. Mà nuôi dưỡng mình có hai cách: nuôi dưỡng mình để mình hạnh phúc, hay nuôi dưỡng mình để mình khổ. Như là lời của một ông triết gia về đất, ông Schopenhauer, ông nói, ông định nghĩa một cách hết sức là bi quan: con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Ông kết luận như vậy. Mà ta còn đáng tiếc là ông ta không hề biết được Đại Thừa Phật Pháp. Nhưng nếu ông ta biết được Đại Thừa Phật Pháp thì ông ta sẽ thấy khác. Bởi vì ông ta bi quan như vậy, ông nhìn thấy cái con người ta nó không xứng đáng hiện hữu gì hết. Ông ta thấy không? Cả cái cuộc đời nó là đuối đầy. Cho nên ông ta mới chê trách như vậy: con người sống chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết, chung cột cái chết, không có gì cả. Vậy thì chính vì như vậy mà mình nên cố gắng duy trì và tu tập ba quan trai giới để gieo cái nhân duyên vào đối với Phật pháp. Ý nhiều gì trong một tháng mình cũng được một ngày, một năm mình cũng được 12 ngày. Đó là những cái cơ duyên cho mình đắc độ. Ít ra trong lúc mình lâm chung, mình cũng thấy được 12 hiện thánh xung quanh. Là nếu mà bình thường bình nhận nữa mà mình không có thọ pháp ở chùa được vì những cái nhân duyên, gia duyên ràng buộc hay là công năng việc làm, thì mình nên nhớ trong cái nghi bát con trai mình có thể thọ tại gia. Ngoài những cái khi mà chùa thọ bát con trai như vậy, mình nên đến để thọ bát và để nghe giảng, để nghe đạo. Còn ngoài ra nữa, vào những cái lúc mình rảnh rỗi, mình có thể thọ bát con trai tại gia, nhất là những cái lúc mà dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà của mình. Mình thọ ba con trai để đem cái công đức lành nó hồi hướng
cho vong linh của người quá cố hơn là cúng bất cứ cái gì. Cái quá cố đó không còn có hưởng thụ được nữa ở nơi một cái thế giới nào đó, hoặc giả là tái sinh thì cũng đâu có hưởng thụ gì được, mà chỉ mang thêm tội sát sinh này, hoang phí điều đó điều kia. Cho nên nếu mình tu các công đức lành như vậy thì nếu người kia có tái sinh rồi thì người kia cũng được cái công đức đó để mà được nhiều cái may mắn hơn trong đời sống này. Và nếu người kia chưa được vãng sinh, chưa được tái sinh hay còn lang thang ở những cái thế giới âm u nào đó thì trường thừa cái công đức nói trên để đó được cái công đức đó, cũng giống như một anh ở tù mà được thân nhân gửi đồ hỗ chăm nuôi vậy thì có được một cái chút xíu lợi lạc an lạc hơn lên. Thì cái người đó do cái công đức mà mình tu tập bác con trai mà mình hồi hướng đến, cái người đó do vậy được cái công đức tăng thêm nhiều, như vậy họ có thể thoát từ những cái nạn khổ hoặc xả vơi đi. Thì khi mình biết rõ được cái giá trị của bác con trai như vậy thì mình nên tu tập vào những cái gì nói trên. Chẳng hạn sinh nhật mình, sinh nhật cha mình, sinh nhật mẹ mình có thể thọ bác con trai để cầu nguyện cho cha cho mẹ. Không có món quà nào cao quý hơn cho bạn là dùng bác con trai đó, tu tập bác con trai một ngày một đêm để hồi hướng công đức đến cho cha cho mẹ để báo hiếu báo ơn. Và chính cái đó cho nên cha mẹ mình mới may mắn, là nếu người cha người mẹ nào hết sức là may mắn là có một người con phát huy tâm. Tại khi phát huy tâm như vậy, người cha người mẹ đó không bao giờ sợ đọa, tại vì người con cái phát huy tâm thiên hà này là phát tâm là độ tập, huống hồ là cha mẹ trong đời trước làm sao không độ, cho nên phải độ. Mà nhất là khi độ tập như vậy thì cái cơ hội để độ ai chứ, nhất độ những người có nhân duyên như mình. Và nhân duyên như mình đó là thân bằng quyến thuộc với cha mẹ. Cho nên khi phát sinh cái bồ đề tâm nó đến đối với cha mẹ, rồi một người cha mẹ nào có con phát sinh bồ đề tâm, người đó không bao giờ sợ đoạn, không bao giờ sợ được, chắc chắn được cứu. Và khi mình sử dụng cái bồ đề tâm đến cái thiện nghiệp đó đến với cha mẹ, cái đó là một cách bảo vệ cho cha mẹ mình một cách vững chắc nhất. Tại vì mình biết là trên đời này không có gì bảo vệ mình làm cho mình được an lạc bằng thiện pháp, không có món quà nào đem đến sự an lạc cho cha mẹ bằng thiện pháp. Cái chính cái thiện pháp của nó bảo vệ cho cha mẹ mình, bảo vệ cho mọi người. Một người mà được thiện pháp bảo bọc, người sống bằng thiện pháp thì người đó được an lạc và những người xung quanh được an lạc. Cho nên chính vì cái mà được làm ích lợi chung của cả mọi người, và đó cũng là tinh thần chính của đại thừa Phật pháp. Mình cứ nghe đại thừa thì đại thừa chỉ nằm ở chỗ đó. Đại thừa là một tư tưởng duy nhất mà không có một tôn giáo nào, không có một triết gia nào nghĩ đến, là tư tưởng độ tận chúng sinh, tức là tư tưởng vì chúng sinh. Mà vì chúng sinh nó mới là thiện, vì mình là không thiện, vì người mới là thiện. Cho nên đại thừa Phật pháp là thiện pháp tối thắng. Mà khi mình biết nó là thiện pháp tối thắng, cho nên vì vậy gọi là pháp bảo. Mà mình đã biết nó là tối thắng mà mình lại không chịu truy cầu, không chịu cầm giữ, thì thật là một sự hoan uổng, thật là một cái sự thiếu sót. Khi mình biết như vậy thì mình cần phải giữ. Càng phát tâm chừng nào thì càng khỏe khoắn chừng đấy, càng không phát tâm chừng nào thì càng mệt mỏi chừng đấy. Tại vì không phát tâm thì nhạy phiền não, càng phát tâm thì từ bi càng mạnh thì cái tâm chịu đựng càng cao, cho nên an lạc càng mạnh. Cho nên đại từ Bồ Tát là con đường hạnh phúc cho mình và cho người, con đường từ lợi và lợi tha, cũng là con đường từ giác và giác tha. Chính vì vậy mà tôi mong là, như là tôi có nhắc nhở những giới tử thọ bát quan trai giới, là tuy giới bát quan trai là thanh văn giới, tiểu thừa giới, nhưng mà mình nhớ được khi thọ giới vậy mình phát tâm rộng lớn thì từ khắc nó trở thành đại từ Bồ Tát giới. Tại vì đại từ Bồ Tát giới và thanh văn giới cũng có khác nhau trên hình tướng, trên giới tướng, mà chỉ khác nhau trên tinh thần. Cho nên khi mình phát tâm rộng rãi như vậy thì với ngài thọ bát quan trai giới, đó là nhân duyên để mình vãng sinh. Bởi trong kinh Di Lặc có nói rõ ràng rằng là những người nào tu tịnh độ mà chưa đủ cái công năng để vãng sinh tịnh độ, nhưng mà thường thọ bát quan trai giới, thì người đó sẽ được Di Lặc tiếp dẫn về cung trời Đầu Xuất, nơi mà Di Lặc Bồ Tát đang còn trú ngụ, chờ ngày để mà thị hiện đản sinh và thành Phật ở thế giới Sa Bàn này trong tương lai. Đó là cái điều kiện này, tức là nếu người nào chưa đủ cái lực để về tịnh độ nhưng nhờ công đức bát quan trai giới thì được như vậy. Cho nên chính vì như thế mà mình cố gắng tu bát quan trai giới, phát tâm rộng rãi trong cái ngày đó, phát tâm rộng rãi trong ngày đó, nhiếp thọ đúng trong cái ngày đó, mình sẽ được lợi ích lớn như trên. Lợi ích lớn đó thì không uổng một cái
kiếp biết Phật pháp được thân người là cái sự khó vô cùng, cái sự khó khăn lắm. Biết Phật pháp cũng là một chuyện khó khăn, khó làm, khó vô cùng. Cho nên tôi mới nói là đâu phải nó là dễ. Tôi dịch cái quyển Bát Quan Trai Tâm Sắc phổ biến khắp nơi, từ nước Mỹ, chùa Tức Viên, chùa Đông Tích ở California tái bản, chùa Linh Sơn ở bên Năng Lê cũng mới tái bản, tức là phổ biến khắp hết ba lần in rồi. Và tôi đi đâu cũng kêu gọi Bát Quan Trai Giới, chuyển Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà thật như tôi kể, từ cái khi tôi dịch quyển đó và tôi gửi quyển đó qua cho bà cụ thân sinh ra tôi, cùng với nguyên cái tết băng mà tôi giảng với Bát Quan Trai Giới đó, lần đầu tiên trong đời bà cụ tôi thọ Bát Quan Trai Giới. Và bà cụ tôi có đến 20 con chưa muốn đi thuyết pháp giảng đạo. Cho nên mình phải biết là đâu phải là dễ, có nhân duyên mới được. Chứ đấy là mẹ tôi, dĩ nhiên tôi phải nghĩ trong mẹ tôi chứ, mà phải chờ đến như vậy bà cụ tôi mới có nhân duyên để thọ Bát Quan Trai. Và bà cụ tôi tự thọ theo cái nghi thức, tôi có một quần băng tự thọ, tôi thâu tôi gửi cho bà cụ tôi, để bà cụ tôi cứ mở cái băng của tôi ra rồi tôi chiếu theo đó mà làm. Rồi cùng với cái tết băng tôi giảng Bát Quan Trai, cái quyển sách đó bà cụ tôi bây giờ bắt đầu thọ Bát Quan Trai. Thì tôi mới biết là khó. Và kể cả tôi tu cũng phải 22 năm thì đó, 23 năm thì bà cụ mới bắt đầu được thọ Bát Quan Trai. Đâu phải là dễ, khó lắm. Cho nên mình đây hôm nay được cố gắng gìn giữ. Thôi, đây là buổi chót, cho nên tôi cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo đi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử chùa Long Vân, như Phật tử toàn cái vùng Florida này luôn luôn có cái thân duyên phát và cầu Phật che chở gia hộ cho ngôi chùa Long Vân này luôn luôn được bình an lợi lạc, và mọi người đều tiến tu nhân duyên mãi mãi những thần pháp thì tận thì thành kiếp. Và hy vọng là tôi lại có những cái nhân duyên và mọi người có những nhân duyên thuận lợi như vậy để gặp gỡ đều đều, để mà nghe Phật pháp được đều đều. Thì nếu có một cái gì đó thì những cái nhân duyên này nó có thể bị gián đoạn hay mất đi thì cũng rất là buồn. Mà tất cả những người Phật tử ở đây phải nói rằng là không một người nào, tôi nói có Tam Bảo chứng minh, không một người nào mà không có dễ mến hết. Cái này tôi nói thành tâm chứ không phải tôi nói để mà. Chính Thầy Nhất Trân cũng nhận định như vậy. Chính tôi và Thầy Nhất Trân đều tán thán Phật tử cùng này lắm, có là chịu tu khá. Cho nên vì như thế đó mà tôi mới chịu khó là qua đây thường xuyên lắm, chỉ có vắng mặt năm ngoái thôi. Và tôi hy vọng là mọi người cứ như vậy cố gắng tiến tu, cố gắng ghi nhớ như vậy, niệm Phật cho nhiều. Tôi chỉ mong mỏi mình yêu được thôi, cố gắng làm sao cho Phật pháp nó được gìn giữ ở nơi mình, ở nơi người, ở nơi tất cả. Đó là một cái gì cao quý nhất, thiêng liêng nhất. Cái bổn phận đó là bổn phận mọi người phải tập làm ưu tiên, tất cả đều phải chung lưng vào nó. Tức là lấy một cái tinh thần của từ bi, của hỷ xả, đối xử với nhau, đùm bọc nhau. Đó là cái cao thượng của Phật pháp. Ngày mai thì tôi lại phải đi sớm rồi, là 8 giờ sáng ngày mai thì tôi phải lên đường đi xuống chùa Hải Đức ở Jacksonville đó, để mà giảng dưới đó, cho nên là không còn gặp gỡ được nhiều nữa. Tôi thì xin hồi hướng công đức có được đến với lại những hương linh thân bằng quy thuộc của chúng ta, những siêu sinh tịnh độ. Nhưng trong mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng được vãng sinh tịnh độ, và trong mẹ trong hiện đời thì được vượt thọ thăng long. Và một lần nữa cầu xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tại chùa Long Vân này luôn luôn được mọi sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cũng không quên hồi hướng công đức cho thầy chủ trì nữa chứ. Và Di Đà Phật. Nguyện đem